án là mình cỡ ra để mình thở nhẹ thôi đúng không? Đúng rồi. Và chị thấy việc đeo khẩu trang bắt buộc như vậy như thế nào? Thì đúng là mệt thiệt, nhưng mà đi từ dưới lên thích đóng đồ mới vừa mở ra thở mà đã nói như vậy thì nói sao coi cho được, đúng không? Mình thấy người ta không đeo mình hãy nói, còn cái này nhắc nhở nó phạt thì nó phạt, nó cứ việc phạt đi. Tức tôi bình thường thôi à, tại vì tôi đi từ chợ, từ dưới chợ lên đây tôi rất là mệt nên tôi mới mở ra thở mà nói như vậy, nói đâu được. Mình là quản lý cán bộ rồi mình phải nói chuyện như thế nào. Em ơi, thế là lần đầu tiên anh nhắc nhở em phải đeo khẩu trang đúng không? Còn khi nào mà lần thứ hai nếu mà em không đeo á, tôi ở đây quản lý chợ rất là nhiều, á tôi không đeo thì nó rất là phạt. Chưa gì lại nói chuyện với người ta một câu là đeo không phải thấy mới đeo nha, phạt. Phải chứ mình thấy người ta không đeo mình hãy nói vậy như vậy. Còn này là mình không thấy gì hết mà mình nói như vậy là mình không có mình là cán bộ mình nói vậy là không có thích. Nhưng mà chị thấy việc mà bắt buộc đeo khẩu trang như vậy thì nó sẽ giúp cho người dân hạn chế như thế này trong việc lây nhiễm thì đúng rồi là hạn chế lây nhiễm rất là nhiều, cũng rất là tốt. Nhưng mà cái câu mà một câu nói của một người như vậy là mình không, người dân người ta cũng hả khó chịu nữa, đã đeo khẩu trang khó chịu còn thêm những lời nói khó. Trong sáng ngày hôm nay phường mình đã ra quân để mà xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng á, thì anh đánh giá cái tình hình chung trong buổi sáng ghi nhận thì như thế nào ạ? Trong sáng nay thì là đoàn cũng ra quân kiểm tra thì là cũng xử lý có một trường hợp thì nhìn chung là trước khi mà đoàn kiểm tra, trước khi mà có chỉ đạo của thành phố thì là phường cũng đã tăng cường để mạnh cái công tác tuyên truyền rồi, là cũng có ra văn bản nhắc nhở cho khu phố, tổ dân phố và các người dân trên địa bàn, thì hằng ngày là cũng có cho xe loa đi tuyên truyền về việc phòng chống dịch đó, về đeo khẩu trang và sát khuẩn đó. Thì qua sáng nay đi thì nói chung nhìn chung thì đa số người dân cũng chấp hành, cho nên là phạt một trường hợp thì mình thấy là cũng tạm ổn, thì người dân đa số là cũng hưởng ứng cái chỉ đạo của thành phố. Thông qua cái việc xử phạt lần này á thì anh thấy là nó sẽ giúp ích gì cho công tác phòng chống dịch chung của thành phố ạ? Thì qua cái công tác, qua cái xử phạt á, thì sẽ cho một số người dân cũng như là mình đi tuyên truyền, nhiều khi là họ cũng tưởng đâu là phường không có kiểm tra xử lý, thì qua xử lý này thì sẽ đẩy mạnh ý thức tuyên truyền của người dân về việc phòng ngừa phòng chống dịch, là trong việc đeo khẩu trang và khử khuẩn đó. Thì là trong thời gian tới á, là phường sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác để kiểm tra xử lý đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn phường cũng như là nơi công cộng, để cho cái công tác phòng chống dịch nó đạt cái hiệu quả tốt hơn. Cảm ơn anh ạ. Còn 300 có chạy dán thật cười thiếu thật nha. Đèn nữa kìa. Không đi về.
trên mạng đăng là thứ hai bình thường. Đúng rồi. Giờ chợ nào cũng vậy, ăn đông cũng vậy, là vô là rất thớt rồi.